alo alo. À, tôi muốn tổ chức muốn thông báo một cái vấn đề nhỏ này. Vì cuộc vui của chúng ta có thể kéo dài 3, 4, 5 giờ sáng nếu các bạn có sức. Vì thế đồ ăn của chúng ta lấy ăn bao nhiêu cho nó đủ, đừng có để mất đi hoặc là bỏ thừa lại thì những người sau đó sẽ không có đồ ăn. Vì thế ban tổ chức tôi tất cả chúng ta đều có ý thức trong cái vấn đề đồ ăn chúng ta còn tiếp tục thì hết chúng tôi lại bỏ thêm ra. Vì thế cho nên tất cả mọi người chúng ta cứ bình tĩnh và chúng ta lấy ăn cho nó đủ, đừng để quá thừa, sau này những người về sau có thể là còn đến muộn nữa, 10, 11 giờ đêm tất cả khách ở xa cũng còn đến nữa. Cho nên là ban tổ chức mong tất cả chúng ta có ý thức trong vấn đề ăn uống, đừng để thừa. Xin cảm ơn ạ.